Có tiền nhưng mà có được mấy triệu để mày để con ăn như không mà chết đói. Anh đã công nhận là xe em đầy đủ, rất đầy đủ. Cặp ghế này bao nhiêu? Giá trị bao nhiêu? Nói cho anh em YouTube biết này. Lúc đấy là mua 25 triệu. Là cặp ghế này 25 triệu hả? Vâng. Dữ vậy? Lúc ấy là mua là 25 triệu. Xe đẹp thật hả? 5 năm mà vẫn còn gọi là tuyệt vời ha. Đấy, 5 năm rồi. Đồ chơi quá trời. Bước sang năm thứ 5 rồi. Ủa cái bộ Aco chứ trong này này, bộ bát à, âm thanh à. Nó đây. Mà cái đó làm cái gì? Tác dụng không? Có tác dụng không? Có chứ vẫn nghe được này, chạy từ cái này ra này. Nhưng bây giờ em đang tháo ra hết rồi. Vừa đầu lái công việc lái cái gì? Cái gì? Cái máy công việc mua. Cái bộ đàm này á? À. Bộ đàm đã lắp được đâu? Chưa lắp à? Kiểu như mình cứ lấy về lúc nào rảnh mới làm ấy anh. À. Máy lạnh đang lạnh ngắt rồi còn chơi dần điều hòa nữa. Không, vẫn cái nhất là cái gì phải không? Cái tủ lạnh. Tủ lạnh này, nói chung là mua mỏng thì được anh hai đó. Vậy mua cái này, chắc bỏ. Theo em thì em nghĩ là nói chung là dùng cái này. Hai con gà thảo đấy là được. Anh hỏi này, em dùng cái này là bao lâu rồi đây? Lúc cũng phải 2-3 năm rồi đấy. 2-3 năm mà tóc cưa tóc. Ok, hợp lý. Giới thiệu cho anh em, để anh em trên mạng họ mua gì họ dùng. Hai ngang lạnh ngát luôn, có thể di chuyển được. Không, cái này anh thấy họ bán đây nó rồi, mà về chất lượng mình cũng lo thôi, cho nên là khả năng sẽ mua. 24 mua được kìa, đúng không? Điện nhà được đấy anh, nó còn cục này nữa cơ. Em ví dụ như mình chuyển qua chế độ 24 là mình được, được mình anh. Mình chuyển hay là tự cắm vậy thôi? Được. À, có dây dài nè, bây giờ ấn kéo đi đâu cũng được. Đúng không? Đây này, xe đẹp đây nè. Hôm nay lên giao đàn cho ảnh thì mình mới lên tham quan tí. Cái này là để cắm điện à, điện nhà, điện nhà, điện nhà. À, bộ bán điện nhà đây. À, đây vì nhà dùng vẫn được. Đây, bây giờ như này đúng không? Rồi, rút cái này rồi. Cắm cái này phát ạ. À. Anh cắm vào. Rồi, điện nhà. Vào điện nhà thôi. À, nó qua cục này này. Rồi ok, hiểu rồi. Có đâu không thì rút ra như này là cắm điện bình thường này thôi nè. Bình thường nhưng mà ý là cái này là 12-24. 24 nhưng mà ý mình cắm vô 24 luôn trực tiếp đó thôi à. Chứ không có chuyển cái gì trên này à. Không. Không có cài đặt lại. Cứ thế là chạy thôi. Ừ. 2 ha. Có cái USB nữa nè. Sọc điện thoại đó. Như thế này là mình đang quảng cáo cho người ta đây. Ok. Nó đéo trả tiền cho mình nhá. Nhưng mà mình ưng là quảng cáo ra mới không? Để gì về cho không, nhưng mà người họ dùng biết tới. Hợp lý mà. Đồ có ghế, ghế sợ thì cực ghế này. Ngồi ôm em nè. Không. Ngồi nó ôm vô người. Tiếc quá đi mà ngồi ghế phụ đi là tiếc quá. Còn có cặp móc phong không được? Cái gì? Cặp riêng của hắn mua. Cặp ghế riêng của hắn đâu? Em để ở nhà. Ừ. Mang về nhà. Nhà một, nhà ngồi bác hả? Đó. Nhà ngồi kia hả? Vâng. Ý là lúc nào mà mình có bán xe mà ví dụ như người ta mà không thích ấy. Chủ xe hả? Ừ, thì là mình giả lại cho người ta. Nói chung là em làm. Ủa em cái làm. Này là em tự bỏ tiền ra luôn. Vâng. Em làm cái này là mình tính về sau này ấy, mà người ta không thích thì là mình vẫn tháo giả lại toàn bộ nguyên bản cho người ta được. Ừ. Chứ cứ bẻ về cứ nghịch cái gì xong lại bỏ cái đấy đi chết. Cái này hơi lên hơi xuống không? Có, vẫn lên được mà. Thử. À. Vẫn lên xuống bình thường được mà. Mà anh thấy cứng cáp hả? Bộ này anh chế hay là ra? Bộ của nó đấy, cái đấy để nó chạy cái này này. Đấy rồi, nó rồng rọc trượt. Trượt tới trượt lui. Chỉnh điện, đồ chỉnh điện luôn hả? Vâng. Ghê chú. Thì đấy. Ê.
Chú chơi ghê quá. Cái đây là để chính điện anh. À. À đủ hai ha. À mình à. Đâu đâu. Nghe. Là chỉnh tới. Tới nuôi được. À tới nè. Lui nè. Ồ, hắt lại hắt xuống chế độ nhiều chế độ đây à. Vâng, cái đấy là để hạ lưng hạ nước đấy. À. Ấy hồi nãy em bấm lui vô một đó. Đấy cái ở cái thẳng thẳng đấy anh. À. Cái thẳng thẳng này. Anh kéo về đằng sau. À. Kéo về sau nè. Đẩy tới trước nè. Cái chân lên nè. À. À. Lưng hạ ra nè. Ủa cái lưng hạ ra nằm luôn à, nằm luôn à. Vâng, nằm luôn. Ồ, ồ, ồ. Ồ, cảm giác nha. À. Giá trị đồng tiền ha. Bao mà... nhiêu cũng vậy hả? Vâng. Hả? Đúng rồi. Nhưng mà ý là đủ của nó, anh hiểu chưa? Nếu mà bây giờ ấy, là đủ của nó ấy, là còn có cả sấy ghế với này kiểu như làm mát ấy. Ừ. Ở bên trong nó có quạt mà. Qua để làm nóng làm mát đi. 25 triệu hả? Vâng. Hãy đón đồng tiền hả mẹ. Nói chung trừ mình chơi mà chơi bất chấp đó là làm được, nhưng mà vẫn phải ấy để tính xong. Sau này ví dụ như nhưng mà cái ghế cái kia cái thứ em mà vẫn phải giả lại cho nó nguyên bản được. Bấm đây bấm xuống được anh em. Vâng. Cậu còn cái mũi tay này. Mũi tay nào? Mũi tay này. Cái tròn tròn đấy. À, à. Cái tròn tròn đấy là để điều chỉnh quạt gió, quạt riêng cái thứ đấy anh. Nhưng mà bây giờ nó phải đủ đầy đủ thì nó mới chạy được. À. Thì giờ này biết ghế rồi. Lui sau này anh em. Thấy chưa? Xịn chưa? Tới nè. Xịn chưa? Nó ăn ngã người nè. Đồ tôi lên xe tôi phá thôi. Trời ơi nó sướng. Ngồi vô công ty được vậy à, hay là như thế nào là làm đi ngủ thì. Đúng không em? Hợp lý vậy? Vâng. Thôi anh công nhận là đồ chơi của em cũng khá là khủng mà. Đó thật. Gọi là mình thích thôi anh ạ à. Chứ còn chưa có gì để nói đâu. Sao hôm nay chạy biết bây giờ mày cười rồi. Dạ. Đi chạy khó mệt lắm. Khó mệt người. Bên Mỹ cũng không chơi được gì đâu. Bên Mỹ không chơi được gì đâu. Làm chỉ có vụ thay ghế kinh lý. Ghế của họ để họ. Giờ em chơi thì chơi rồi. Được, anh thấy được. Hợp lý. Ổn à. Cứ nào mỗi thứ một tí em. Được chơi nước lạnh nữa không? Anh đó là anh hay cỏ bình đá. Anh vô bình ảo đó, anh lái lần. Cái anh chạy vô tới Sài Gòn. Xong mà vô Sài Gòn thì anh em mua nước đá ra kỹ ra. Mua đá bỏ xô ướp. Bắt tiền. Thật ra thì cái đấy để mà nói nó nếu mà thật ra nếu mà không muốn đầu tư thì làm thế thì em thấy cũng được. À nhưng mà ở đây là mình đầu tư lúc nào cũng lạnh hết. Em hiểu không? Để mình bỏ như nói như em đúng, bỏ con gà đó à, ví dụ đi hai anh em bỏ con gà làm nửa công ăn thôi, còn nửa công bỏ tủ lạnh à, ăn đồ ngon không em đi em gặp đồ rừng em thì, mua đúng bỏ. Rồi nhưng thật ra cái này là nó chỉ hay hơn cái là ví dụ như này anh thích ăn gà mai thịt hoặc là rau cỏ anh muốn mua một ít gọi là để ăn một hai bữa thì được, chứ còn cái này mà để lâu thì lại mình lại không có chứa mấy cái khác. Không, ví dụ mà em đi đủ chuyến thôi, chứ còn em đi về em phải rút ra sẽ đâu kiến trái nổ mà đâu biết. Đúng rồi. Tốt nhất là nên rút ra khi không sử dụng được. Nhưng mà cái này thì nó lại đi theo cái điện của xe, là cứ hết điện lưới là nó tắt mà. Hết điện ra. Hết cái điện lưới này, điện à, hết cái điện tụ quán á. Không, hết cái điện mà để anh bật điện đóm vòng quanh xe này. Không, như cái xe anh là không có. Ví dụ như cái xe này có tích điện, em hiểu không? Đủ cái lượng điện là ngắt toàn bộ hết luôn. Đúng rồi. Thấy không? Không thiếu, có điện đủ để đề thôi. Không, nhưng mà cái này nó có cái chế độ mà cứ yếu điện là nó tắt luôn. À. Yếu điện là nó tắt luôn. À, nó tắt cái máy rồi. Vâng, đây này. À.
bây giờ cài đặt cứ em à đâu nói nó được rồi đâu cài đặt chi cài đặt cái này này đây này ví dụ nha bây giờ nha nè nó có cái chế độ nè ví dụ như cái quả pin này này anh hiểu không à. Đầy pin này thì nó chạy này nhưng mà nó à, chạy không quả, còn hai cục này nữa là nó tắt ừ có bluetooth vậy cái bluetooth này để mình cài đặt điện thoại luôn à mình tránh điện thoại được kìa đúng không hai à cái này là còn bây giờ này dần vậy cái này tắt điện đi ra nữa chỉnh cái gì đây bây giờ có cái chỉnh cái gì đâu trước này nó là cái đèn mà em lắp ở đây này nhưng bây giờ bỏ rồi à. Chán rồi đầu tư mỗi lúc lên lên bồ đề được cái này này anh em thấy tụi bồ đề không trong hồ bữa này vào mà rảnh không có việc em đi kiếm cho anh ừ. Kiếm cho anh mang cái đồng hồ cổ đề chúa cổ điển đấy anh ạ à, kiểu cổ đấy đẹp này chứ còn đẹp hơn cái này này nhưng mà không cái này anh có một cái nút nữa mà anh gãi rồi nút chỉnh thì thực ra là em cũng không đây là nó có nút anh ấy ơi nhưng mà em lại cắt nó đi để nhiều khi mình nâu rẻ qua đây cho nó đỡ vướng ấy chứ để nó vướng làm gì đâu à là có nhưng mà em cắt là ừ. Chứ còn cái kiểu của anh ấy thì phải để đèn nó mới đẹp. Phải để cái lúm này nó mới đẹp chứ. Đẹp quá. Quán đồ gọi này. Trời sàn. Ủa cái máy này của riêng của hắn à? Cái bộ này hả? Cái bộ này riêng hả? Bộ này mua bác à? Vâng. Hả? Vâng. Nhưng mà cái chân cái này không phải theo xa à? Không. À, khúc xíu này thôi. Vâng, một tí đây thôi. Cái này là để nó kết nối với cái đài này. À. Cái đài này là nó không có bluetooth anh nhỉ chơi. Ừ. Mình đang cũng làm sai mà đang mình giống như leo sai em giống như anh lọt vô một cái hành tinh khác vậy đó. Đấy. Còn cái này là lắp thêm. Ừ. Nhưng mà ghiền bộ ghế này. Chất lượng ha. Ôm. Da viết rồi nó chuẩn, da nó chuẩn. Ủa em hàng hóa không có vậu à? Em cứ đéo đéo 3 ngày đến nơi nào được. Ừ. Xe chạy 5 năm mà còn ok thì quá ok. Hắn có thanh giữ nữa mà à mà anh cho giữ một bên nha thực ra nó có cái thanh giữ đây nhưng mà nó vướng ấy kiểu mình cứ đi đúng rồi đi bỏ nó vướng ấy bỏ đi một bên để một bên giữ bên thôi có như cái xa cái phục em thì không có, có ảnh hưởng gì nhiều đúng không vâng hồi xưa em chế là em đưa bộ trên thôi hay là như thế nào bộ dưới của giữ nguyên này vâng cái dưới vẫn giữ nguyên đúng không vâng chỉ mình thay ở trên này thôi vâng rồi, phải không? Nhưng mà phải làm thêm một cái bát này nữa bởi vì là giữa cái này với lại cái cũ của nó là nó không đúng lỗ ấy anh. Ừ. Ốc mà không đúng bắt buộc phải mình phải đi làm cái tấm này. Em chơi luôn miếng thép bên đây luôn hả? Vâng. Thì nó mới bắt được cái ghế này. Wow, trời ơi. Đấy. Cái này em mua cũ hả? À? Ghế kiểu ghế tháo xe mà anh. À, ghế tháo xe xuống. Có cốp sau bỏ giấy tờ được nè. Đó. Xe nó kiểu xe du lịch như Mazda rồi đó nó cũng dùng cái loại ghế như thế này đây vâng chả biết là ghế của xe gì đây là nó tháo ở xe ra ừ đẹp ha ok á đỉnh bỏ hút cho cả thùng có gì mới mãi mãi nữa không đừng pin kinh đây rồi hầu mua hết pin thôi lên tham chương trình nhà cửa đó thôi về ổn ha rồi dắt em đây nữa là nhất xương rồi đấy qua dạ. Dắt em đây nữa nhất xương rồi đứng lịch linh thịnh phèng anh ạ điện đốm nhợ nhiếc rồi còn đài nhiều quá vậy.
Ủa cái này em tiện luôn à? Đấy, cái này em tiện đấy. Em bác cái này được mà đẹp mà. Nhưng mà ý là nó bị hay bị tuột cái này ra này. Tiện. Rằng hồi đó em không để luôn cái cục mà em tiện luôn. Tiện theo cái gai của nó được không? Không tiện được. Hả? À? Không tiện được. Không được à? Nhưng mà đúng ra này em vẫn cứ thích cái tròn tròn như giống thế này hơn cơ. Kiểu này cũng đẹp em. Đấy, làm tròn như này đơn giản mà đẹp. Nhưng mà tính là nút cái này vào này, nhưng mà kiểu như cái nốc kê lúc mà hơi nó căng ấy anh. Hơi căng mà mình giật ra nó có cái độ bung, bung ra ấy. Là nó hay bị tụt kiểu này. À. Tưởng nó dùng cái này sướng hơn chứ. Nó chắc hơn. Anh thấy kiểu niệm chắc này. Mà dán lên cái một cái hình chim này nó đẹp nhỉ. Yeah. Nhưng mà thôi, cứ chơi chán cái loại này của anh đi đã. Nó bảo tính kiếm. Đủ thứ ấy. Bán đồ lên phèn chứ. Xe ngồi nhìn thì nó cũng như mọi xe. Nhưng mà khi lên trên xe thì mới biết được ở trên xe có những gì ha. Đó, được đâu. Anh xin phép về đã. Hey. Vâng, ok anh. Bữa khác anh em gặp nhau. Ừ. Đây, đi ra nữa, máy hút bụi à? Máy hút bụi nhưng mà lại để ở nhà mất rồi, để hút bụi xe. À, chôm được cái này nữa hả? Inox ring. Được rồi. Cái đồng hồ nữa nè. Đồng hồ của anh đây. Rồi, ok, rồi anh. Anh chờ em đi luôn nhé. Rồi, ok anh, nhá, em đi đây. Quá đẹp. Lại hôm lái cái vô lăng bốc lửa đi. Hả? Dạ. Hôm trước lái cái vô lăng bốc lửa đó. Cái này là tốn thời gian nhất này. Rồi, à, cái nó mất thời gian nhất rồi. Làm cái đó mất mẹ. Là tốn thời gian. Bữa nào phải làm thế là mới công tắc đây nữa. Em làm tốn thời gian thật. Cái nó tốn thời gian thật. Vì do cục adapter của em không phải giờ cho nên là mới vướng nữa. Còn mà nếu mà phải thì bỏ vô rạp rồi, thấy không? Mất pho mà chơi cục adapter cách ca vô thì thôi rồi. Sao không xui. Rồi ok. Hey. Ok anh nhé. Rồi tạm biệt. Lưu một cái video cho anh đây. Mình xin dừng video ở đây anh em nha. Chúc anh em một ngày mới an lành. Bye bye.